Phạm Đoan Trang từng có hành vi tương tự tham nhũng. Vài năm gần đây, Phạm Đoan Trang, sáng lập viên của luật khoa tạp chí và nhà xuất bản tự do, đã trở thành một trong những nhà chống cộng được trọng vọng nhất tại Việt Nam. Một trong những ngọn cờ mà Trang sử dụng để lôi cuốn đám đông là chống tham nhũng. Nhưng trong thực tế, bản thân Đoan Trang cũng quản lý ngân quỹ một cách tùy tiện và thiếu minh bạch, đến mức hành vi của cô chẳng khác gì tham nhũng nếu chiếu theo các định nghĩa thông dụng hiện nay. Vụ bê bối tài chính của nhà xuất bản tự do, tổ chức do Đoan Trang thành lập để in ấn, phát hành và bán sách của mình là một trong những ví dụ về vấn đề đó. Cụ thể vào tháng 7 năm 2020, nhà xuất bản tự do bị thâm hụt tài chính đến mức gần phá sản. Để gỡ gạc uy tín của các nhà tài trợ, đoàn trang viết bài đấu tố thủ quỹ Nguyễn Phương Hoa và tuyên bố rằng bà Hoa chịu mọi trách nhiệm về vụ việc này. Đáp lại, bà Hoa đã tung lên mạng các bản thu chi tài chính của nhà xuất bản tự do. Chúng cho thấy các vụ thất thoát tiền bạc không phải là dỗi riêng bà Hoa mà bắt nguồn từ các tổ chức do đoàn trang ấn định. Theo đó, dù thu hút và sử dụng một lượng lớn tiền tài trợ từ các tổ chức nước ngoài, nhà xuất bản tự do không hề có quy chế sinh hoạt, quy trình quản lý tài chính và nhân sự. Thay vào đó, các quyết định của nhà xuất bản được đưa ra một cách tùy tiện bởi các mệnh lệnh miệng của đoàn trang và các cuộc họp không có đủ số thành viên tham dự. Điều buồn cười là tiền riêng của các thành viên và ngân quỹ chung của tổ chức thường được dùng lẫn lộn với nhau. Chẳng hạn sau khi xin một số tổ chức nước ngoài tổng cộng 28.700 đô la tiền tài trợ khẩn cấp với mục đích được nêu lên là giúp 8 thành viên của nhà xuất bản trang trải cuộc sống khi lẩn trốn công an. Đoàn chàng đã thuyết phục được 5 thành viên gộp tiền vào quỹ nhóm và ngoài vài khoản tiền để duy trì bảo trì máy móc, các khoản chi của nhà xuất bản trong hơn nửa năm bao gồm 22 triệu đồng để bác thành viên đi xe máy ra Hà Nội gặp 6 đại sứ quán, 36 triệu 715 nghìn để đi phát quà và cơm từ thiện cho những người nghèo chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vào tháng 3 năm 2020, 30 triệu đồng để hỗ trợ mẹ con bà Cấn Thị Thêu sau khi họ bị bắt và truy tố vì một số hoạt động liên quan đến nhà xuất bản tự do. 17 triệu 224 nghìn để thuê nhà ở chung trong tháng 2 cho Đoan Trang và một số thành viên khác của nhà xuất bản. 12 triệu đồng tiền đi lại và khách sạn cho một đạo diễn quay video giới thiệu nhà xuất bản tự do để phục vụ việc nhà xuất bản được trao giải Privotel. Nhân vật xuất hiện trên clip là Đoan Trang, còn đạo diễn này do Đoan Trang chọn và liên hệ. Điều đáng nói là clip chỉ dài 3 phút và lẽ ra có thể tự quay bằng smartphone để khỏi tốn tiền. Như vậy, tiền riêng của năm thành viên nhà xuất bản đã được gộp thành tiền quỹ nhóm, chỉ để là một động tác không liên quan đến nhà xuất bản, bao gồm việc thuê nhà ở cho Đoan Trang và thuê đạo diễn quay phim Đoan Trang. Buồn thay, đa phần dư luận lề trái lại đã nhắm mắt làm ngơ trước sự việc này, trong khi một số quan chức có hành vi tương tự hẳn đang phải bị tố tham nhũng.